Chào cô chú và anh chị nha. Mình xin nhà mình vừa vào thêm một em Olin 700C, trọng tải 7 tấn. Con này có chiều dài là 5m770, gọi là 5m8 đi. Xe sơn zin 100%. Xe rất là đẹp. Tổng thành xe đây. Olin 700C, trọng tải 7 tấn. Sản xuất 2016. Khám còn rất là dài, tới tận tháng 11-2019 nha. Lốp đây, lốp mới lên 95% này. Lốp này thì coi như là lốp mới luôn, chắc chỉ chủ trước mới thay thì chạy được 1-2 chuyến này. Gầm bệ sắt xi đây. Đấy, sàn sóng rất là thẳng này. Các bạn nhìn từ kính này, zin từ kính này, 2016 này. Đấy. Ôi chết rồi, khóa rồi. Khóa rồi các bạn, nội thất rất là đẹp này. Sàn được lót hết rồi nha. Sàn được lót hết rồi. Anh chị em vì về là chỉ việc sử dụng thôi. Olin 700C, sản xuất 2016. Đây đằng sau đây. Quay chi tiết cho anh chị em tham khảo. Nốp sau. Anh chị em mà cần tư vấn thêm thì điện cho chúng tôi theo số điện thoại hiện trên màn hình. Olin 700C, sản xuất 2016. Trọng tải 7 tấn. Xe được trang bị điều hòa và lốp sàn đầy đủ. Anh chị em quan tâm thì gọi cho chúng tôi theo số điện thoại hiện trên màn hình.